Anh không ngờ em luôn á địa. Trời trời má thiệt chứ. Nè anh em thiệt chứ. Nhìn cái môi tôi kìa. Anh không ngờ. What the fuck? Photoshop phải nồi này cái môi tôi nè. Hồng hà đỏ chót này nhìn nè. Đẹp phải nồi ra lên lên cam kìa. Á à, chỉnh trời ơi. Này kiểu người ta chỉnh màu hay chỉnh gì á. Cái hôm này là đi quay là không có make up luôn. Đi phát cái mặt mọc lên quay luôn không có make up gì hết á. Nhìn cái môi tôi rồi vẫy cái nồi, nhìn môi nè. Này không có bôi gì hết nha. Môi bình thường đó. Nhìn đi. Trời trời, buồn luôn quá trời. Chỉnh màu chỉnh gì á nhìn kìa. Thâm mẹ luôn. Thâm như như cái đó vậy. Vô trận anh em ơi. Xem con dít xì đơ này nè. Thì đơ làm một lần thôi đó. Trời ơi. Ủa này đang chơi găng gì vậy trời, găng đồng hả trời. Biết cái tướng kìa. Mr. G Z ra gen gì đây. Oh god. Găng đồng hả. Ây da. Trời trời trời. Trời trời thôi thôi quýnh vậy ai cứu, quýnh vậy ai cứu, quýnh vậy ai cứu. 1 cộng 1 bằng 2. 2 cộng 2 bằng 4. Anh em biết tinh tế của người đàn ông là gì không? Là vậy nè. Cuối tên. Bất lát nhưng mà lấy được mạng súp nó thấy chưa? Vũ nó đấy, tính ra rồi. Trời ơi trời thiệt chứ má này gần khách đấu anh em ơi, má này gần khách đấu anh em ơi. Đậu xanh cái pha đó là chỉ khách đấu mới làm được thôi. Pha đó mà nó đai nó giết tôi được nó cũng hay lắm. Khách đấu đó tôi không nghĩ là tụi nó có thể nhìn ra pha đó đai tôi luôn á chứ. Siêu bơm địa ngục 1, 2, 3 gram. Chơi này dễ lắm anh em ơi, con này chơi kiểu không cần lá thiết không gì hết, nó dễ lắm. Cái đứng sai nè, cái đứng gì nè, đứng mát tầm đúng không, cái bấm quỳ cái xong đứng nhìn ghiếp chết. Hả? Chơi dễ không? Có mấy tướng chơi không cần kỹ năng gì hết, dễ. Nó đứng xa cỡ mấy chục mét nữa. Xong đứng nè. Xong sải quy nè. Đó, ba con. Xong rồi 3, 2, 1 sải quy tiếp ba con. Tự nhiên ngang ba con ghiếp. Đó, dễ. Xong lại quy tiếp xong cái e cái chấp ba sau. Còn con à. Xong quy cái ăn hết. Đó. Tướng gì đâu có dễ chơi. Nhái chứ. Sao mua đồ cái này sai sai sao ta? Có thật sự là cần mana không? Mua nó mắc có hơi phí không trời? Mua đồ này bị full slot không? Mua mất tím cũng không mua đồ nhỏ được nữa. Ai sao? Hiểu ý á. Tưởng phải nó không hiểu ý nó chịu. Nó mà không hiểu ý thì bà độ nó. Không ai cứu nó nổi. Hiểu ý thì cứu nó mạng. Sẵn bú luôn cái mạng. Né đâu mà né, đỡ não ghê lắm. Nè né xuống đúng không?
Bum, không chết. À, nó có đắp rồi. Dính full chiêu mà không chết kìa. Trời ơi, con tướng gì vậy trời, nó xì cái gì, nó xì ghê vậy. Hơi thở hỏa tinh, cả mấy đam gì ông nội. The fuck. Ngay cái đầu, ngay cái đầu. Oh, đau. Khùng nè, khùng nè. Thấy cái là dĩ lẹ lắm, thấy cái dĩ lẹ lắm. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? 700 phép, trời trời, 700 phép. 1370 đam. Nếu mà gây trúng cái tâm thì tôi siêu bơm địa ngục cho nó cái. Một cái quy nè, nè một cái quy nè, coi như máu. Một cái quy nè, ừ. Một cái quy nè, ừ. Nó xếp mà 650 máu. Khùng à. Bùm, bùm. Bùm. Về nha. Em nhấn like subscribe cho tôi nha, cảm ơn em nhiều.